Xin chào anh chị và các bạn. Mình tên là Tuấn, mình ở công ty Việt Tuấn Quốc tế. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cái cân điện tử. Khiến mọi người bấm nút nguồn. Đấy, bấm nút nguồn lên. Mọi người muốn tắt nó đi thì mọi người nhấn vào đây giữ một lúc này. Đấy, bật lên này. Đấy. Mọi người đặt lên mọi người cân. Ví dụ cái này là 8 gram này. Mọi người muốn cho nó về 0 thì mọi người nhấn tiếp vào đây. Về 0 này. Cái cân này có thể cân được từ 1 gram đến 5 cân. Và mặt sau của nó, mọi người để ý này, nó có cái lẫy này. Là chuyển chế độ, mọi người muốn cân là gram, kg hay là OZ thì mọi người nhấn vào cái nút này. Cảm ơn mọi người đã xem cái video của mình.